Toyota là thương hiệu sản xuất ô tô nổi tiếng và đã có mặt lâu đời trên thị trường Việt Nam và toàn thế giới. Các dòng xe hơi của Toyota được lựa chọn bởi động cơ khỏe, hoạt động ổn định, bền bỉ và giá thành phù hợp với người dân. Nhưng có lẽ nhiều người vẫn chưa biết ý nghĩa thực sự đằng sau những tên gọi mà Toyota đặt cho các dòng xe của mình. Hãy cùng Thinh Ga tìm hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau những tên gọi này là gì. Toyota Camry. Toyota Camry có tên thân là Corona. Với sự thay đổi diện mạo qua thiết kế, thương hiệu đã đặt cái tên mới cho dòng xe này. Tên gọi Camry đặt theo phát âm từ Camry mang ý nghĩa vương niệm trong tiếng Nhật, như một chiếc vương niệm lung linh rất dàn anh em của nhà Toyota. Camry mang vẻ đẹp sang trọng đẳng cơ và trở thành mẫu xe ưa chuộng nhất tại thị trường Mỹ trong 12 năm liên tiếp. Các bạn có bất cứ thắc mắc về tên gọi của mẫu xe nào hãy để lại comment, thì Ca sẽ giải đáp.